Xin chào mọi người. Thì rất nhiều các chị em mình hay hỏi em là cái hàng thủ ô này nó có hàng giả không em? Thì em xin trả lời với mọi người nhé. Khi mà các anh chị mua bất cứ một cái sản phẩm gì trên thị trường hết để sử dụng cho chính cái sức khỏe của bản thân mình, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình thì các anh chị hãy là một khách hàng thông minh thôi mọi người. Vì trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại hà thủ ô đỏ, rất là nhiều luôn. Có hà thủ ô trắng, dược tính của nó sẽ không cao nha mọi người. Cái dược tính của hà thủ ô trắng nó chỉ là có tác dụng lợi tiểu nhiều hơn hà thủ ô đỏ thôi. Nhưng mà riêng với cái hà thủ ô đỏ này có tác dụng bổ huyết, bổ máu, cải thiện vấn đề rụng tóc và bạc tóc rất là cao. Còn cái giá thành mà của cái hà thủ ô trắng nó rất là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với cái hà thủ ô đỏ. Và để nhận biết được cái sản phẩm này có chất lượng hay không, điều thứ nhất các anh chị sẽ cảm nhận được đầu tiên là bằng cái chính mắt của mình. Khi các anh chị mua đúng cái sản phẩm hà thủ ô đỏ bên nhà em, các anh chị sẽ nhìn thấy cái viên của nó rất là xù xì ha mọi người ha. Rất là xù xì và rất là nè, có màu nâu đỏ mọi người ha. Và nó không hề có chất tạo bóng, không hề có chất tạo màu luôn. Rất là thô mọi người ha. Và hà thủ ô chuẩn rừng á mọi người, khi sơ chế xong á, khi mà mọi người sơ chế xong là nó sẽ có màu nâu đỏ đậm, chứ không có đen xì lì như những cái loại viên mà y như là cái viên mà ở trong trà sữa trân châu á. Đấy, tại sao một cái củ hà thủ ô đỏ mà lại trở chuyển qua màu đen thì được, vấn đề nó không hề có. Và cái vị của nó sẽ chát hơn, thậm chí là chát, vị nó hơi chát, nó chát xít á. Vì cái hà thủ ô mà khi mà sơ chế không kỹ thì độc tố tan nên nó vẫn còn chứa ở trong cái hà thủ ô đó, thì nó không được loại bỏ hết á. Thì các chị khi sử dụng là nó sẽ chát, chát hơn rất là nhiều. Và cái điều thứ hai là khi mọi người sử dụng thì ở trong cái tháng đầu tiên các anh chị mình sẽ cảm nhận thấy được rằng là cơ thể mình sẽ thay đổi, là mình ngủ sâu giấc hơn, mình ăn ngon miệng hơn. Còn với những cái hà thủ ô mà không đúng, không chuẩn trên thị trường á, khi anh chị mua dùng vô nó không được loại bỏ hết tất cả những độc tố, các anh chị dùng vô khoảng tuần đầu thôi là các anh chị đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, mờ mắt và mặt mình nổi mụn lên rất là nhiều. Và điều thứ ba nữa, để tránh phải hàng giả thì các anh chị nên tìm hiểu kỹ các cái sản phẩm ha mọi người, và cái nguồn gốc sản phẩm của mình trước khi mình mua bất cứ một cái sản phẩm gì mọi người ha. Còn đây là sản phẩm mà do chính em là tổng nhập phân phối của hà thủ ô đỏ Hường Nguyễn, được phân phối tổng trong khu vực miền Nam mình, nên các chị yên tâm nhé.